Mà nãy giờ mình rôn tứ năm tiền đen mà. Gặp tôi bỏ bớt kiếm khách, điên. Đánh bỏ bớt kiếm khách có mà điên. Và đó mà đi đánh bỏ bớt kiếm khách, đéo biết nói gì. Ông có để bốn bia nhưng cũng vậy, con Ugot nó kéo chết con Saiya, con Saiya có bị đen đánh chết đéo đâu. Con Ugot nó kéo chết con Saiya chứ không phải là con Saiya bị đánh chết, bị đam chết, hiểu không? Nên không có cần bốn bia, ông cần đam. Ông mà bỏ sáu kiếm khách ra là con Garen tới khi nào nó mới chết? Ai đam chết con Garen không? Ông nhắm ông đam nổ con Garen chết không? Sao mà đam nổi? Thử. Ông đam chết con Garen kiểu gì? Mẹ sáu kiếm khách đam Garen còn đang tè mỏ ra, đánh ba kiếm sao đam chết được? Mình đang quên mất mình đang cần cái gì mà lúng túng. Chưa biết là đang cần cái gì, lấy đại cái đại bác. Chứ đúng là lấy cái máy chiếu cũng đẹp thật. Lấy máy chiếu đẹp, chiếu Garen cho nó khỏi cắm. Chiếu Garen với con Gang Lan cho nó khỏi. Nó khỏi ulti được, cũng được, ngon. Nhưng mà mình không để ý được mình đang còn cái gì. Gấp quá. Đoạn đó là đoạn hơi gấp các bạn ạ. Thấy cái đoạn đó mình hơi gấp rồi. Chưa biết làm gì hết. Anh em phải hiểu tới khúc đấy rồi, đang nhớ xem ở nhà mình còn cái gì, cái giáp đúng không? Đang tính lấy thêm cái Solari, đâu có nghĩ tới cái máy chiếu đâu, mà thôi lấy cái đại bác cũng được mà. Thôi bán cái mai đi, mất bí ẩn một cái làm cứt luôn, thà để rồng một. Vì con rồng một mà mất bí ẩn, mất cái này mất cái kia thua luôn sao? Mấy ông sẽ đánh đổi hên xui vậy. Thua đấy, không được đâu. Nó không ra bí ẩn nó làm cướp. Nó không ra lại bí ẩn làm cướp ngay. Đồ này mình có giao điện. Đồ này có giao điện rồi này, có dịch khổng lồ, có giao điện. Đồ này là gì, cái gì mà hai con man phai hai đây? Cho tôi xin một đồng hát tiền thôi, xin một đồng hát tiền rồi, đéo được một đồng luôn, để mua con Kathleen ngay. Mẹ đầu game đã đánh ít đam rồi, chớ gặp hai cục sắt đánh lâu chết mất lần, ghét giờ. Đầu game đã gặp hai cục sắt á, đủ má mà mày dám là khiêu khích tao, mày khiêu khích ai? Mẹ mày, cái sàn này mà đi chơi khúc tạc có đồ chả nó làm được gì thật. Sàn này mà đi đánh khúc tạc nó hơi lủng. Nào cho xin một đồng ngay đây, xin bữa chết mẹ nó, đéo có tiền luôn, có ai mà ai lên các bạn ạ. Mẹ thăm ngàn như lìn rồi, xin một đồng đấy, phải vậy chứ, chỉ ít cũng phải có một đồng lãi. Sư công nghệ đang ghi ớt. Giờ tôi phải làm sao chọn đây, khi tim khắc cả hai hình dung. Một là yêu cầu nghe, hai là không tặng. Đậu má nó chứ. Đậu má nó chứ, giờ sao ta? Không tặng mà đéo có cái gậy nhá, nó cứ lủng lủng ấy. Thật đấy, không tặng mà không có cái gậy, nó cứ lủng lủng thế nào các bạn ạ.
lủng lủng như nào ấy. Không tặc không gặp lủng mắt lủng, lấy lại cái nước mắt đi, chẳng tiền luôn, nước mắt là để cho Fiora Leona cầm tấm gì. Làm cái gì chỉ chụp tội cho Fiora luôn ha. Bùa đỏ để tính sau đi, cái này nuôi ven luôn cũng được. Nhiều nước mắt, nhiều đai máu. Làm đúng cái gì chỉ chụp tội cho Fiora này. Rao này về ấp chết lên cho con dây si vô. Thì bây giờ không có gậy này, bạn nhìn coi, không có gậy. Với lại cái map này không có đánh công tặng, map kia là tôi đánh rồi đấy. Map 3 đồ là tôi đánh ngay. Map 3 đồ tôi đánh liền, trời tôi tha nó quá. Chắc tôi tha nó. Map 3 đồ tôi tha nó. Map 3 đồ là đấm liền đấy. Không chừa đâu. Chẳng qua đây là map 2 đồ thôi. Từ từ đi, nhiều khi cần cái bùa đỏ hơn. Tiết kiệm luôn, JC đằng nào cũng bán, chắc gì đã lên được JC 2. Thì đó, không có gậy, đâu có gậy đâu mà ghép không tạc, chứ không tạc làm gì đâu có gậy, có gậy là chơi rồi, có gậy ghép cái nào xét sớm sớm chơi cũng được, nên là không gậy, không có gậy thì đắt kiểu gì. Không phải là mình không muốn đánh mà là không đánh được. Ông nào có Lucy bùa đỏ hết. Đấy, được một đồng này, có được việc đấy. Lâu lâu ị ra một đồng cũng được em ạ. Đúng rồi, map 3 đồ ấy, chứ không tặng mới được. Còn map 2 đồ này kể cả là bạn có găng lăn sớm, bạn hát đồ cho đã đi. Bạn cứ hát đồ đi rồi bạn slot đâu mà bạn nhét đồ vào. Cái vấn đề quan trọng nằm ở việc là slot đâu để bạn nhét đồ vào bây giờ. Không có slot để nhét đồ vào thì chưa làm gì. Đúng không? Mỗi con cầm được có 2 đồ. Bây giờ 9 con cầm được có 18 đồ thôi. Mà mẹ đánh không tặc toàn là hai mươi mấy đồ. 9 con, 9 slot cầm được có 18 đồ. Bạn hát để làm gì? Hát full đồ hết. Cũng vậy à, không có slot nhét vô luôn ấy. Lỗ lắm. Thôi. Hai nước mắt luôn ạ. Hai cái đứt mắt khó nhờ, khó quá nhờ, sao lại ra hai cái nước mắt ở đây ta? Xoay à, xoay sang Timo đánh không, bỏ luôn đi, xoay sang Timo đánh không ta? Hai cái nước mắt, một cái đai máu, một cái cung, một cái BF, một cái kháng phép, xoay sang Timo đánh đi. Timo Zihin thôi. Vãi nồi Mai Phai 3 rồi. Em nguyên cục sắt.
Tiên phong bí ẩn đó hả? Tiên phong bí ẩn. Tiên phong bí ẩn này. Tiên phong bí ẩn. Sáu tiên phong à? Nghe cũng được. Nhưng mà sẽ thua nhà cỗ máy này. Hai nước mắt quỷ thư kiếm rắn đúng không? Tiên phong bí ẩn mắt này đánh cũng được. Nhưng mà con rắn đi ngu lắm nha, gặp Garen là chết đấy. Con rắn là chắc chắn đi ngu đấy. Xây sang Teemo dễ chơi hơn. Chắc xây sang Teemo đánh đi nhở. Đánh Teemo dễ chơi hơn á. Thì mua được cái gậy thôi là chơi được rồi. Bốn bí ẩn sau chết mẹ dám mang cái bốn tiên phong bốn bí ẩn để đánh lại Garen cứt. Map thường thì đánh có cái con rắn cầm đại bác ấy thì nó còn đỡ đi ngu. Map này rắn cầm được có mỗi hai cái nước mắt với cái quỷ thư auto chạy vô mồm Garen, nó cắm cái kiếm vào mồm là chết. Thì ở đấy mà không chết chết ngắt. Cứ ở đây là bốn bí ẩn sau chết. Bốn bí ẩn của ông thì to quá. Nó đã từ từ thì cũng chết thôi. Chứ ở đây mà không chết, chết hết đấy. Thì từ từ đã, thì mình cứ thử sức công nghệ đi. Thủ thêm Timo nữa. Bài nó ra con Timo thì đánh Timo, còn bài nó không ra Timo thì cứ đánh siêu công nghệ thôi. Sao giờ thì giờ này đi lên bậc thám rồi này, rắn luôn kìa. Lấy thì không đi lên bậc thám này, rắn thì hai nước mắt quỷ thư lấy thìa đi ha, lấy thìa mẹ đi thôi. Đây lại quay lại đánh siêu công nghệ, là có cung rồi các bạn ạ. Mình có cung cùng lắm mình chơi nhảy rê mật thám hay nước mắt cho nó xiên phía sau, có cái mật thám là dễ lắm rồi. Chứ mình mà không lấy thì để thằng này mà nó lấy một cái nha, tí ông chơi Timo được với nó, với ông chơi Timo là ông ăn cướp này. Nó có mật thám hay găng rồi này, cái đủ mé mày, đau má cay vãi lên. Coi vã làng luôn. Coi vã làng. À, nó đánh một mớ tiên phong, đánh ỉa luôn. Không có cung săn. Kẻ nào cứ mua cái Timo để đấy coi. Tí nữa ra này nó ra thêm cái thìa nữa này. Thìa gậy này, yên tâm đi. Ra này nó ra thìa gậy này, chắc chắn luôn. Cứ để tí tôi xoay tôi đánh. Thìa gậy này, không thì cùng lắm tôi ghép vũ trụ làm đéo rồi đây này. Vũ trụ đây này. Cũng lắm tôi ghép vũ trụ thôi là gì mà cam. Đủ ba đây này. Đó, xây Timo nha. Nốt ra xây Timo ghép. Mình chưa kiếm được Gna nữa. Để kiếm được Gna.
À, xe Timo đi. Có gì hình rồi. Thôi bác có hai đồ đến gì hình vệ binh Tinh Tú làm con mẹ gì. Có hai đồ cầm thêm vệ binh Tinh Tú ông bắn đam chuẩn rồi sao? Ông có đủ đam để ông giết nó không? Ừ, ông có đủ đam để ông giết nó không? Vấn đề là ông có đủ đam để ông giết nó không đã, cái gì tính? Má xoay sang Timo thì đồ ra sẽ công nghệ kìa. Chán không? Má xoay sang Timo đồ ra sẽ công nghệ này. Cứu không anh em? Cay không? Hay ra sẽ công nghệ không này? Lừa vãi lên bài. Đây gần đây rồi. Timo này. Timo, à, thôi Timo 2 rồi, tiếp gì. Thôi sư công nghệ làm gì? Bạn chỉ cần Ronalulu, bạn ghép vũ trụ được mà, cần gì? Chắc là lên chết được đấy. Lấy được con Lulu ghép vũ trụ cũng ngon mà. Lo gì? Cứ bình tĩnh. Đánh Timo đi, Timo lên 2 rồi này. Đánh công nghệ là ông ghép mật thám vô rồi. Chắc gì ông đã có Echo đúng không? Ông có chắc là ông có Echo không? Làm gì chắc có Echo đâu. Echo thì chưa chắc có, tôi chắc chắn là có con Timo 2 rồi đấy. Ghép giáp tinh thần làm sao có đam, thiếu đam lắm. Để cái đồ kia cho tăng cũng được. Bây giờ tới đâu này này, cấp chép lên rồi kiếm con Wukong, thay đổi hình vào Wukong Soraka hoặc là Wukong Lulu là được. Tớ biết đâu đằng này lại ra thìa thì sao? Rất thiên nhiên luôn thì sao? Biết đâu bất ngờ. Chúng ta cứ từ từ, biết đâu bất ngờ. Đâu biết được. Mà nói cho con giết móc lốt. Để con gà na bết quá. Biết đâu bất ngờ ra này lại lượm được thìa. Ghép hai thìa luôn. Thì à, nếu có thìa rồi thôi lượm gậy đi. Quỷ thư cái này. Rồi, có quỷ thư rồi. Thấy không, Echo cũng chạy ngay mồm nó, không có được nhặt đâu. Echo cũng chạy ngay mồm thằng này rồi. Ai, chúng ta cứ Timo đi cho nó chắc. Để xem ra ván này có thằng nào đánh Blitz không? Có một thằng đánh Blitz, hai thằng đánh Blitz, ba thằng đánh Blitz thôi. Không có được, không có để góc được. Để góc đánh kéo đấy. Lại phải dãy chết.
khổ ghê. Chơi game suốt ngày phải dậy chết. Rồi cho bạn này xuống đây đi, đỡ ngu. Đi siêu công nghệ nãy giờ nhiều khi toang mà yếu quá. Rồi không để echo toang nghĩa. À, lên chết nha, không lên chết là chết đấy. Mình để xem có cái rau này nó có ra thìa nữa không. Khổ quá, chơi game toàn bị counter bài thôi. Toàn là lắp mấy cái màn hình hết bay. Mấy cái màn hình là bay qua bên mình hết. Sếp chỉ counter tôi thôi. Thằng nào cũng thế, sếp toàn counter. Chán. Nhìn counter bài chán lắm. Đã yếu rồi, sắp top 8 rồi, sếp bài toàn canh mình không à. Này, chả để có IG ở đây. Để con này kéo xong để IG đây mất. Khó chơi thế nhở, ông nội này. Chơi game khó chịu vật lực. Nhiều thằng xài blitz quá. Kéo xong móc, xếp để đi re móc. Khổ ghê. Từ từ, đội hình này phải lên trung học mới chơi được. Thìa đi bà con ơi, thìa đi. Không thìa hả? Ừ, vậy đi. Thìa đi cho nó đẹp. Rồi, có đồ tăng rồi. Có một cái máy chiếu với một cái gậy lốc. Máy chiếu lốc, lốc cho Blitz đi. Để tí mình canh mình xếp. Mình xếp con Blitz. Máy chiếu cho Na đi. Vẫn thêm con Na vô. Mình canh mình lốc kéo chiếc mạng đó. Có thể đến bốn xạ được cái nhở. Có thể đến bốn xạ được không ta? Ơi đấy, Lulu này. Có thể cân cân ăn bốn xạ đi các bạn ơi. Đừng đừng đánh bốn xạ nhé. Bốn xạ thủ ngon. Kiếm một kết liên với con ác nữa. Thôi bỏ đi. Giấu hàng. Ôi giời, một bắn ta chết luôn. Đùa. Má Lulu nhiều thế.
Tiếc thế nhở. Lưu lưu nhiều quá. Cần lốc kéo chết mẹ. Đi lên mình thám nãy mình gặp rồi. Bài này. Đấy. Rồi kéo được Victor, la la la. Tắt thiên thần vô cực lộ súng sojin, chắc mình nghĩ còn mỗi cái sojin là có thể lấy được, lấy con jihin hai đá chứ chắc bạn biết để làm cái gì, lấy cái sojin cho con soraka hoặc cắt mang nó bức còn sướng hơn đúng không? Jihin hai làm gì, tự roll được mà lại ăn. Bao nhiêu con gì trên này đâu, tự rôn gì ngay đi, lấy cái đồ là cảm giác là ok thì lấy. Na này cho Soraka, Soraka để bốc cho xích. Hay quá, người này hát đẹp quá. Xài hai con Nai 2 lợi hơn hai con Timo 2 nhiều, các bạn ơi đang dễ chết, không có mình không có gọi là yêu cầu nuôi người Nai ba à, con ấy không. Mình không có nhu cầu nuôi con gì ta? Không có nhu cầu nuôi con Timo 3. Nuôi con người Nai 3 ngon hơn. Bây giờ đưa con người Nai lên trên này, đứng căn chiếu chiếu này. Đưa người ta lên trên dễ dễ toan lắm, từ từ dễ toan lắm. Rồi má xin chết Timo, ừ từ từ rồi chết Timo rồi. Có hai granada thì bắn nổi không? Ba con chết không ta? Chắc chưa chết đâu. Chưa chết, ba con chưa chết, ba con chưa chết. Mẹ mình gần thằng khác sao lại gặp thằng này ta? Nãy giờ không gặp thằng kia. Chưa gặp thằng này này, sư cũng nghĩ chưa gặp thằng này này. Đang gần thằng khác mà. Gần thằng khác lại gặp mẹ lại Sojin ạ. Cho đồ tăng đi, cho mấy cái Sojin là cái đéo gì chả hiểu, lại gặp thằng này bạn thấy không, nó chỉ có me mình thôi, nó cái tàn căn me tôi à, khổ lắm, nó cứ me tôi thôi, nó cứ me mình không à. Giờ chắc gặp thằng này đấy, chơi game nó cứ kê bài mình không à, không cần biết là gặp ai á, chắc chắn là nó hồi nó kêu mình rồi đấy, kêu bài mình khổ quá lên đó. Sao con Jihin 2 không lên nổi ta, đéo ai chơi Jihin mà ta, có ai chơi Jihin đéo đâu, không lên lên Jihin 2, bực mình ghê, biết vậy nhỉ, mãi con Jihin 2 chán thế nào. Ô
Ôi không gặp rồi, chịu đâu dính ai luôn. Trời gặp bóng á. Rồi dính được con Echo cũng được. Hay chết Echo rồi, hay quá. Ngon. Rồi lên rồi. Cái lúc co ông làm như nó dễ cho ông lúc co lắm. Chắc nó cho ông lúc co ấy. Bây giờ gặp thằng này này. Trời ơi 1, 2, 1, 3, 3, 4. Kéo ai chết rồi. Rồi hay quá, lốt được rồi. Lốt được Victor rồi. Nó đâu có kẻ được đâu. Đi đi bạn ơi. Đi đi bạn ơi. Rồi sống được tên này là hơi bị top cao nha. Chắc chắn top 4. Sống được tên này chắc chắn top 4. Ok. Đấy chết đã lèn rồi. Chơi game khổ thực sự. Chơi game khổ quá. Nãy giờ mới được một nhà. Rồi giờ gặp nhà này. Không biết giờ bây giờ nó reset là ba thằng chết. Nó reset nếu gặp nhà nào đây này. Khổ đấy này. Còn là nhà nào sẽ blip. Còn một nhà sẽ blip từ từ. Chắc là kéo Soraka đứng. Cho Soraka đứng đây đi. Từ từ ra. Rồi mình đổi góc thôi. Giống lớp được ai. Để nguyên luôn. Để nguyên. Mình để nguyên này. Để nguyên luôn. Ừ vậy đi. Kéo được con này Ezreal hai cái phá kiếm ngon. Con Ezreal nó cầm hai phá kiếm nguy hiểm lắm đấy. Hai cái phá kiếm của nó ghê lắm. Đây mình có Soraka bốc máu ngon quá. Có hai bé Na nữa. Rồi ngon đi. Giờ canh thôi các bạn ơi, roll cái gì nữa mà roll. Giờ là canh mà kéo à, lốc kéo các kiểu chứ roll cái gì à? Lốc. Đừng cho tao lấy lốc à. Đừng cho lấy lốc à. Tôi ăn lè rồi, lấy sắp gai em ta. Tính lấy cái nỏ xét mà thôi, lấy cái giáp gai đây. Mình lấy cái giáp gai, mình tí nữa mình ném sau. Con IG móc con nào mình cho giáp gai cho con đó. Để cho nó chết. Con IG móc chúng con nào mình cho giáp gai cho con đó. Cho nó lâu chết tí các bạn ạ. Con IG mà nó xếp lốc con nào, móc con nào thì mình cho giáp gai cho con đó luôn. Bây giờ lên chết để làm gì đâu, roll đi. Roll lấy con Nautilus 2 đi cũng được. Blitz này. Lớp sau không? Nhấn lớp sau đi. Mày rình tao nãy giờ này. Ơ thắng lại luôn đấy. Dậy chết. Tao ăn lên dậy chết. Ôi ôi dậy chết mọi người ơi. Đồ má nó chơi game dậy chết vãi lên mọi người ơi. Có thể lên Na 3 luôn đi này. Đồ má nó ra đâm ra lốc kìa. Nó ra đâm ra lốc kìa. Team này đâu cần chiếu nó đâu, lốt được con Echo là vui rồi. Con IG chết nè. Con IG chết rồi, Soraka mình còn sống nha, Rồi, còn sống anh em ơi, còn sống. Con Echo nó bị lốc rồi. Timo mình còn sống, mình còn nguyên hai con Gana. Thắng rồi. Lốt được con Echo là ăn rồi, ê, còn nguyên nha, ê. Ê, ba con đủ chết không? Chết nè, trời ơi, tóc còn thôi đấy mày.
Ôi giời ơi, giấy chết là nghề của ngài. Giấy chết là nghề của ngài. Nghề của ngài là giấy chết.